sư Thích Ca Mâu Ni Phật tiếp nối chương trình ngày hôm nay là buổi lễ chúc thọ cho chùa Diệu Pháp kính tặng vũ cùng cao nguyên. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa các bậc trưởng thượng cao niên, quý đồng hương, quý phật tử, quý quan khách, nhờ lệnh hòa thượng Thích Thiên Lý chủ trì chùa Diệu Pháp ban chúc thọ chuẩn bị một ít quà tặng quý cùng cao niên nhân ngày Vu Lan báo hiếu. Kính thưa quý vị, Hiếu Đạo là một vùng di sản văn hóa vô cùng quý giá của con người, của mọi dân tộc, không có thể phủ nhận rằng ta sinh ra và trưởng thành không cần cha mẹ. Do vậy, Đạo Phật đã mang dòng sữa ngọt ngào đến cho nhân sinh hiếu tâm, hiếu hạnh và hiếu dưỡng đối với những đấng sinh thành. Chẳng những vậy, mà còn mở rộng tình thương và tâm đại bi vô tận mà Đức Phật đã dạy. Tất cả chúng sanh là cha mẹ ta trong nhiều đời, các con đừng nên làm thương tổ. Đức Phật nói, kinh đạo hiếu phụ mẫu trọng ân, nêu lên chân lý hiếu đạo để làm cung vàng nước ngọt cho chúng sanh. Công ơn cha mẹ cao hơn non, sâu hơn biển. Khổ nhọc thân tâm, thương yêu chiều chuộng, mẹ sinh con, tu mang 10 tháng. Cực khổ giường ấy nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng vì thai, cho nên thân thể hình hài kém chuyên. Ấy vậy mà chúng ta chẳng thẹn với lòng, đã không báo được ân gì mà còn làm cho cha mẹ buồn dầu nữa. Một lòng đền đáp ơn cha mẹ, đôi kiếp làm người chẳng thấm đâu. Cuộc đời muôn ngàn lối rẽ, nhưng đừng bao giờ rẽ vào lối quên ân thâm trọng mẹ cha. Hay ngược lại, những nghịch cảnh ngăn chặn tình thương với cha mẹ, nguồn mạch thương yêu từ khi ta còn trong bụng mẹ, và suốt cả cuộc đời cha mẹ lo lắng cho ta. Chớ đừng để một ngày nào đó phải thốt lên: mẹ ơi con về đâu mẹ, đã mất đi rồi tuổi hoa niên, bây giờ mấy điểm chân trời mới, mẹ có buồn không con nhớ nhiều. Mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta gặp thời không Phật, khéo phụng dưỡng cha mẹ chính là phụng thờ và cúng dường Phật. Vậy chúng ta cảm nhận được ân sâu của cha mẹ, nhiều khó nhọc của song thân mà phải trọn đời ghi khắc báo ân, bằng sự phát nguyện với lòng cứu giúp chúng sanh dời nơi vệ khổ chính là báo đáp vốn trọng ân, là ân Tam Bảo, ân cha mẹ, ân quốc gia và ân sư trưởng. Có như vậy mới là người Phật tử hiểu đạo, báo đáp ân ân cha mẹ nhiều đời. Vu Lan là nhớ về công ơn nối kết tình thương cho lẽ sống và tạo duyên lành, hiếu đạo cũng chính, tạo công đức cho mình. Người hiếu thảo sẽ thành đàn mọi phương diện, cũng như hạnh phúc trong cuộc sống và đơm hoa cho cuộc sống bằng sự thương yêu chân thành mà Đức Phật đã dạy. Kính dâng các bậc trưởng thượng cao niên tấm lòng hiếu thảo chân thành của chúng con bằng món quà mọi nguyện cầu chư Phật chứng minh và gia hộ cho tất cả được đời sống an lạc dưới ánh sáng hiếu đạo của Đức Phật. Nam mô Đại Hiếu Phục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đài chứng minh. Và sau đây chúng con xin cung thỉnh Hòa Thượng Thích Viên Lý chủ trì chùa Diệu Pháp và Hòa Thượng Thích Viên Thành tổng vụ trưởng tổng vụ nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lên khán đài để gieo quà tặng. Sau đây ban tổ chức xin sướng danh những cụ cao niên có tên sau đây để nhận quà tặng. Trong thời gian dân tặng quà cho những cụ cao niên, xin quý đồng hương Phật tử cứ tự nhiên dùng thực phẩm. Trần Bo, Thạch Vĩnh,
cụ Trương Kim Huệ, cụ Trần Thị Cúc, cụ Trần Tích Dân, cụ Lê Thị Hồng, cụ Lâm Thị Anh, cụ Trịnh Muối, cụ Dương Hữu Xuân, cụ Hàn Phú Lam, cụ Hàn Ngọc Hoa, Tâm Quang, Nhật Thanh, cụ Nhật Huyền, cụ Tâm Hòa, cụ Vũ An, cụ An Phước, cụ Nguyễn Thị An, cụ Diệp Bảo Tiên, cụ Nguyễn Minh Bạch, cụ Lê Thị Tình, cụ Lý Điềm, cụ Long Hùng, cụ Thái Thị Thê, cụ Diệp Đình Mỹ, cụ Huỳnh Thị Trang, cụ Lưu Bảo, cụ Trần Ngọc Linh, cụ Hàn Thị Ái Nga, cụ Tôn Tú Phương, cụ Trịnh Muối, cụ Diệp Thị Nhân, cụ Huệ Phúc, cụ Huệ Phước, cụ Huệ Đức, cụ Trang Ngọc, cụ Võ Thị Nhành, cụ Trần Ngọc Linh, cụ Hồng Ngọc Hoàng, cụ Võ Só, cụ Mẹ Hoài Ri, Trần Thị Diệu, Phạm Xuân Hạnh. Lâm Hối, cụ Hà Văn Mạnh, cụ Nguyễn Thị Mai, cụ Vũ Văn Độ, cụ Dương Cát, cụ Nguyễn Phương, cụ Trần Nhân, cụ Ngô Đức Thanh, cụ Trang Văn Hiếu, cụ Ngô Bảy, cụ Diệu Liên, cụ Sang Lê, cụ Nguyễn Lê, cụ Phó Thị Tư, cụ Nguyễn Đình Phú, cụ Lê Thị Trống, cụ Nguyễn Hồng, cụ Nguyễn Lan, cụ Quốc Phương, cụ Quảng Nguyễn, cụ Diệu Hạnh, cụ Diệu Thệ, cụ Thanh Hồng, cụ Pháp Hồng, các cụ cao niên vừa điêu đã kết thúc số lượng là khoảng 110 ở vùng Los Angeles. Mời dùng cơm nữa không quý vị, cho những bạn mời dùng cơm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Tổng thư ký văn phòng hai viện Bá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại Hoa Kỳ. Kính thưa Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa Đại đức Tăng Ni, kính thưa quý vị quan khách cùng toàn thể quý đồng hương Phật tử. Trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam chúng ta, lễ Vu Lan đã trở thành một ngày trọng đại, không thể thiếu được trong hệ thống các hoạt động văn hóa tâm linh, nhất là đạo Phật. Đức Phật chính là tấm gương sáng về đạo hiếu. Tôn giả Đức Mục Kiền Liên đã thực hành từ tâm hiếu chúng ta. Chúng ta ngày nay phát huy truyền thống nhập thế của đạo Phật vào đời sống. Hôm nay, trên xứ người, dưới mái chùa Diệu Pháp, những người con Phật tiếp nối gìn giữ truyền thống cao quý đó. Mặc dù cũng có nhiều quý quan khách đồng hương ở xa xôi,
đã cố gắng về tham dự buổi lễ. Đó là hình ảnh thực tiễn sống trực tiếp góp phần xây dựng xã hội tốt lành, thực hiện tốt đời và đẹp đạo. Hơn 3 tiếng đồng hồ vừa qua, chúng ta đã được chư tôn đức giảng pháp của đạo hiếu hạnh. Người con đối với cha mẹ, người dân đối với quốc gia, trò đối với sư trưởng và người đối với nhân loại, đặc biệt là lễ chúc thọ đối với các bậc cao niên. Tuy món quà tượng trưng không thể hiện tấm lòng báo ân sâu dày mà những tháng ngày trồng chất nắng sương các người đã hy sinh nhiều cho thế hệ mai sau của chúng ta hôm nay. Hy vọng rằng ngày rằm tháng 7 của nhật hôm nay là một hình ảnh tâm linh thiêng liêng còn đọng mãi trong tâm hồn mỗi chúng ta. Chúng tôi đại diện trong ban tổ chức chân thành cảm tạ Hòa Thượng chủ trì chư tôn đức Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni đã bi mẫn chứng minh. Chúng tôi chân thành cảm tạ các đại các thân hào nhân sĩ, các đại diện các đoàn thể, các giới truyền thông báo chí và ông bà Thái Tổ Hạp Thái Cầm và Trưởng Ngô Viên Minh Phượng. Gia đình Phật tử chánh đạo đã bỏ nhiều công sức ngày đêm thiết kế lễ đài. Toàn ban trai soạn Phật tử chùa Diệu Pháp ngày đêm chuẩn bị Phật ẩm thực cho tất cả. Toàn ban chúc thọ đã phát tâm hoàn thành chú đáo lễ. Các đạo hữu Ẩm Thanh, Minh Lương, ban khoa quả cúng dường, các tiểu ban và đoàn thể đồng tham dự. Chúng con cầu nguyện chư tôn đức pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ. Chúng tôi cầu chúc quý quan khách và đồng hương thâm tâm an lạc, vạn sự cát tường. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.